Chào các bạn, hôm nay mình làm một cái video clip nói về cái thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sâu thuốc bệnh, một số dòng thuốc mà mọi người hay sử dụng trong khi mà làm vườn. Vườn nào thì cũng xài, cho nghĩa là có làm vườn, có canh tác là có sử dụng thuốc. Thì thật ra cũng không có muốn làm cái clip này, nhưng mà tại sáng sớm bị ông khách kia ông cầm gói thuốc lại, cầm cái giấy chứ, cầm cái giấy lại, ông cầm cái gói giấy ghi chữ Vidomin, kêu mình 123 ở Thái 12 phải lấy cho mình thấy có Vidomin. Hỏi thuốc này, thuốc rửa này, rửa sầu riêng nó mới hiệu quả. Cũng hết nói luôn, hỏi thuốc này đâu chú có, nói này cốt tao ở Cà Lậy nó chỉ. Gì mà Vidomin, hàng nhái, hàng điếu nó mẹ ra đi. Chứ hàng gì mà hàng có hàng Vidomin, từ xưa tới giờ chỉ có Vidomin Gon của Syngenta là hàng chuẩn. Chứ làm gì có vụ Vidomin, Vidomic, ba hàng nhái, hàng nhiếc đó. Kể cả ví dụ như cái Matasi này cũng vậy. Giờ Matasi này thị trường hiện tại là 500 WB, hàng của mép phân phối, giá 80.000 gói tới nông dân, hàng người tiêu dùng cuối cùng. Thì trên thị trường thì đương nhiên bán hàng này không lời, mấy đại lý thì nó hay bán Talasi, Talasip, Matalasi này kia nọ, hàm lượng thấp hơn mà giá gần bằng, ví dụ vậy. Nên mình làm vườn ha, mình phải coi thuốc để xài cho đúng hiệu quả. Thì sẵn luôn mình giới thiệu một số loại thuốc trên thị trường nè, chẳng hạn như Anvin, thì Anvin Syngenta, ví dụ vậy. Anvin thì qua Anvin Syngenta chứ làm gì Anvin của hãng khác nè. Anvin Syngenta hàng chính hãng đàng hoàng ha, còn giờ hàng nhái nó cũng đầy lắm, nhưng mà tin tưởng đại lý thì mua thôi. Giá này 220.000 chai nè, nó Anvin Syngenta, mua rửa sầu riêng đồ vẫn ngon lành. Còn này là gì? Này là thuốc Casumin trừ nấm và trừ khuẩn, nghĩa là xử lý nấm và khuẩn chứ không phải là xử trị nữa. Tại vì hàng này là hàng để dùng để phối trộn với thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh để tăng hiệu lực nó lên. Cho nên á, các bạn xài thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cộng chung với Casumin này bình thường. Chẳng hạn như Anvin này cộng chung với Casumin vẫn ok ha, không sao hết. Nấm Anvin là thuốc trừ nấm cộng với Casumin đó, hỗ trợ tăng hiệu lực của thuốc trừ nấm và thuốc khuẩn lên. Vậy hỏi nếu cộng thuốc khác vô được nữa được không? Thì chẳng hạn như các bạn lấy tim cộng chung với Casumin vẫn phun được bình thường, đúng không? Tin Syngenta 200.000 một chai ha, chai xị, mua 100 chai cũng giá đó, mua 1 chai cũng giá đó. Còn Casumin này đúng Casumin của Agusta ha, nguyên liệu này của học cô Nhật Bản ha, chứ không có Casu này Casu kia ha, toàn hàng điếu hàng nhái. Chỗ Thuận Thí không có bán hàng điếu hàng nhái nên các bạn đừng có nói này kia nọ, bực bội lắm. Chỗ Thuận Thí không bán hàng nhái hàng điếu, chỉ bán hàng chính hãng ha. Casumin là đúng Casumin của Agusta, sau này nó chuyển thành UPL UVLTA. Còn Amusta cửa sầu riêng sao nãy sao nãy kêu tại sao chỉ thì chỉ đàng hoàng đi, không có này thì chú mua thuốc kia. Mình đi hướng dẫn khách hàng cũng vậy, nếu anh không tiện của em thì anh mua thuốc này thuốc kia, không có này thì mua cái nọ để thay thế, chứ đâu nhất thiết mà chỉ một cái một chỉ. Những hàng đó là những hàng không có kiến thức, nói đại ra đi chả sợ mất lòng nào. Những hàng không có kiến thức thì nó mới ghi thuốc như vậy, nó ghi thuốc chết như vậy để cho người ta đi mua, không có thì đi kiếm nó mua ăn thêm được vài phần trăm nữa, ví dụ vậy. Còn Talasi nãy mình Metalasi hồi nãy mình nói rồi, 80.000 ha, Idomin nè, 45.000 nè, có 100g nè. Còn này là thuốc gì? Này thuốc khuẩn, mình hay bán cho khách hàng đi cộng chung với thuốc nấm để tăng hiệu lực lên. Có này thì cũng hàng thường thôi, nhưng mà được cái hàng xài đạt 60.000 gói có 100g, ba hoạt chất trừ khuẩn gam âm và gam dương, hiệu quả. Còn về thuốc sâu gầy một số dòng chẳng hạn như mép Juno nè, Imidacloxit 700 WB nè, hàng này của ai? Hàng này của anh mép nó một hộp hồng gói 200 lít nước xài đạt lắm, 44.000 gói, ví dụ vậy. Còn hàng xịt Yamida 10.000 gói, Imidacloxit 10%. Đó. Giờ hàng thị trường thì Imida này nhiều lắm, Yamida này nhiều lắm. Thì có dòng Imida giống vậy nữa là Anvado 9.000 gói, thằng này thì 10.000. Còn mấy dòng nhái đồ theo chào giá 14-15.000 gói để dành cho mày ăn mày uống đi. Ai mà mua. Nè, Bubble Vision 25% ha. Hàng này cũng mép đàng hoàng. Nó ra giá này tới khách hàng mình có nhiêu? 20.000 gói. Nè, hàng đúng xịn đúng chuẩn. Mép Pacific đàng hoàng chứ không phải hàng nhái hàng nhiếc. Đó, bực bội mấy cái ông mà cầm giấy cầm viết với mấy cái thằng chỉ chiếc không biết cái gì hết trơn mà cứ lợi nó này nó nọ, không biết thì thôi nghe người ta chỉ, chứ đừng kiểu không biết mà còn lại hỏi rồi xong trả lời ngược lại. Thôi cảm ơn các bạn, rồi mình chỉ bực mình quá làm mấy video clip như vậy chia sẻ với các bạn về thuốc để cho các bạn đi mua thì đúng hàng hiệu, để mua chúng hàng giả hàng nhái không mà cứ nghĩ ra đây mua đúng hàng xịn. Rồi tội nghiệp mình, rồi cảm ơn các bạn.